Xin mời quý vị trở lại với phần tin Việt Nam của chúng tôi. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. WinKia of Fremont là dealer xe Kia do người Việt làm chủ và chợ Lucky 7. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam hôm nay là tin về việc Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 ở mức 6.1% và cảnh báo nợ xấu. Ngày 26 tháng 8, Ngân hàng Thế giới World Bank đã đưa ra dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm nay là 6.1%, nhưng cảnh báo rằng chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là mối quan tâm. Reuters đưa tin, Việt Nam, một trung tâm công nghiệp của khu vực, đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6.5% trong năm nay, nhờ sự phục hồi bên ngoài như dự kiến và đầu tư công tăng từ mức tăng 5.05% của năm ngoái. Theo Ngân hàng Thế giới, với sự tăng trưởng xuất cảng liên tục và dấu hiệu phục hồi của bất động sản, nhu cầu trong nước sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm 2024 khi tâm lý của nhà đầu tư và người tiêu dùng được cải thiện. Ngân hàng Thế giới đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6.1% trong năm 2024, cao hơn so với mức 5% năm 2023, sau đó tăng lên mức 6.5% trong các năm 2025-2026. Dự báo của Ngân hàng Thế giới giả định rằng tăng trưởng xuất cảng sản xuất sẽ chậm lại trong nửa cuối năm nay sau mức tăng trưởng phục hồi 16.9% trong nửa đầu năm và nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2024, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết chất lượng tài sản đã trở thành mối quan tâm đáng kể của ngành ngân hàng giữa bối cảnh nợ xấu và phạm vi bảo hiểm mất vốn vay ngày càng tăng vì mức nợ xấu đã tăng đáng kể, từ 1.9% vào năm 2022 lên 4.6% tổng dư nợ vào năm 2023. Ngân hàng này cho biết tổng số nợ có vấn đề có thể lên tới 7.9% nếu bao gồm các khoản vay được tái cấu trúc và nợ của công ty quản lý tài sản Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tỷ lệ lạm phát chung của Việt Nam là 4.5% trong năm nay so với mức lạm phát là 3.2% vào năm ngoái vì giá lương thực cao hơn dự kiến sẽ tiếp tục. Tiếp theo là tin về Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước vào tháng 10. Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước vào tháng 10 tới, theo nghị quyết của Trung ương Đảng. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho báo chí biết thông tin này tại buổi họp báo vào chiều ngày 26 tháng 8 sau phiên họp bất thường thứ 8 của Quốc hội khóa 15. Hiện nay, ông Tô Lâm đang nắm giữ hai chức vụ là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm chính thức nhận chức chủ tịch nước vào tháng 5 vừa qua sau khi ông Võ Văn Thưởng phải từ chức vì những sai phạm trong quản lý. Trước khi Quốc hội họp bất thường về vấn đề nhân sự, đã có những đồn đoán về việc Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước trong lần này để thay thế ông Tô Lâm và tướng quân đội Lương Cường, thường trực ban bí thư sẽ được chọn làm chủ tịch nước. Chức vụ chủ tịch nước của Việt Nam liên tục có những biến động trong thời gian vừa qua. Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đột ngột từ trần vào năm 2018 khi mới phục vụ chưa được đầy nửa nhiệm kỳ. Sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ chức vụ này trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi trước khi trao lại cho chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ở vị trí này hơn một năm trước khi phải từ chức và ông Võ Văn Thưởng được chọn làm chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023. Ông Thưởng cũng chỉ tại vị được một năm 19 ngày. Đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13. Ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins đã chủ trì đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 13. Đây là đối thoại đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023. Tham dự đối thoại, phía Việt Nam có đại diện của các bộ ngoại giao, công an và quốc phòng. Phía Hoa Kỳ có đại sứ tại Việt Nam Mark Knapper, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, USAID và một số cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Tại đối thoại, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bonnie Jenkins đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan, bộ, ngành hai nước trong triển khai cam kết của lãnh đạo cấp cao tại tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm,
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác vì hòa bình, an ninh, hợp tác vì phát triển ở khu vực và trên thế giới. Về tình hình Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, trật tự trên biển, thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, đề cao nguyên tắc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tiếp theo là tin Sài Gòn chính thức công bố dịch sởi. Ngày 27 tháng 8, chính quyền thành phố Sài Gòn chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố trước bối cảnh ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ em tử vong vì sởi. Thời gian xảy ra dịch là tháng 8 năm 2024 với quy mô toàn thành phố, nguyên nhân do virus sởi gây ra. Thành phố Sài Gòn sẽ thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bổ sung sởi Rubella, không kể tiền sử tiêm chủng vaccine này trước đó cho tất cả trẻ em từ 1 đến 5 tuổi đang sống tại thành phố, đồng thời tổ chức thu dung, điều trị, chăm sóc, cách ly y tế và kiểm soát dịch tại cộng đồng theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trước đó, Sở Y tế Sài Gòn đã kiến nghị gửi chính quyền thành phố công bố dịch sởi trong bối cảnh số ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ mắc bệnh sởi tử vong. Theo thông tin từ Viện Pasteur Sài Gòn, tình hình bệnh sởi tại 20 tỉnh, thành phố tại khu vực phía Nam tính từ đầu năm 2024 đến nay có chiều hướng gia tăng bất thường. Bệnh sởi đã được phát hiện tại các tỉnh thành như Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh. Tại Sài Gòn, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8, toàn thành phố phát hiện 170 trường hợp bệnh sởi tại 15 quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Trong đó có 57 phường, xã có ca bệnh sởi và 10 quận, huyện có 2 phường, xã trở lên có ca bệnh, gồm Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, quận 12, quận 6, quận 8, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Trong khi trước đó, từ năm 2021 đến năm 2023, Sài Gòn chỉ ghi nhận 1 ca bệnh sởi. Lý giải nguyên nhân khiến bệnh sởi gia tăng, Sở Y tế Sài Gòn cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 đến năm 2021. Ngoài ra, do tình trạng gián đoạn cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2022-2023 đã ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ bao phủ vaccine tiêm chủng mở rộng và vaccine sởi của các tỉnh phía Nam, trong đó có Sài Gòn. Tiếp theo là tin về việc nhiều thương hiệu lớn không trụ nổi giá thuê mặt bằng trung tâm. Mới đây, sau 7 năm hoạt động, Starbucks Reserve đã trả lại mặt bằng tại số 13 Hàng Thuyên, quận Nhất, Sài Gòn, khi giá thuê lên đến 30.000 đô la mỗi tháng, tương đương với khoảng 750 triệu đồng. Trước đó, theo một nguồn tin, đơn vị này đang thuê tại đây với giá là 21.000 đô la, khoảng 520 triệu đồng một tháng. Thực tế, không riêng Starbucks, từ đầu năm đến nay, nhiều thương hiệu lớn khác cũng dừng thuê tại các căn nhà phố. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, chi phí thuê vẫn liên tục tăng. Trước đó, Highlands Coffee cũng đã trả mặt bằng tại góc Nguyễn Du và Pasteur. In Sushi đóng cửa chi nhánh số 8 Đồng Khởi. Hàng loạt mặt bằng vị trí kim cương ở Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Ngô Đức Kế cũng rơi vào tình trạng bỏ trống cả năm vì khó kiếm khách chịu mức giá vài trăm triệu hoặc có khi tới hơn tỷ đồng ở những vị trí này. Không ai thuê nhưng chủ nhà chấp nhận thà bỏ trống chứ không hạ giá. Bà Dương Thụy Dung, giám đốc của CBRE Việt Nam cho biết giá mặt bằng khu vực trung tâm thành phố Sài Gòn đang cao gấp 5 lần so với trung bình của các khu vực khác của thành phố. Giá thuê quá đắt đỏ đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển khỏi trung tâm của các thương hiệu chuỗi. Bên cạnh đó, sức mua suy giảm cũng khiến những mặt bằng này kém hấp dẫn hơn khi tiền thuê chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp đến là tin về việc đoàn 4.500 nhân viên của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam. Khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng 8, đoàn 800 khách thuộc đoàn 4.500 nhân viên của tỷ phú Ấn Độ đã đến làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Novo Hà Nội, Thái Hà, Hà Nội, bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam. Đây là những thành viên đầu tiên của đoàn đến Việt Nam. Bà Nguyễn Việt Thu, Giám đốc Kinh doanh và Phân khối kiêm nhiệm khách sạn Novo Hà Nội, Thái Hà, cho biết để chuẩn bị cho đoàn khách, khách sạn đã có kế hoạch sắp xếp phòng ốc, chuẩn bị thực đơn đặc biệt theo phong cách ẩm thực Ấn Độ.
đoàn khách sẽ thưởng thức các món ăn đậm chất Ấn Độ, thực đơn thiết kế dựa theo hương vị và phong cách ẩm thực từ nhiều vùng miền khác nhau của Ấn Độ. Bên cạnh đó, khách sạn cũng lồng ghép những món ăn của Việt Nam vào thực đơn buffet sáng cho khách, nhằm quảng bá nét văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến du khách quốc tế. Đoàn khách trên sẽ lưu trú tại 11 khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội. Đoàn khách không lưu trú tại Hạ Long, Quảng Ninh và Ninh Bình mà chỉ tham quan các điểm đến tại điểm du lịch này. Trong thời gian 5 ngày 4 đêm tại Việt Nam, họ tổ chức các hoạt động như hội nghị, tọa đàm và tiệc gala. Chuyến đi du lịch Việt Nam là cách mà tỷ phú tập đoàn dược Sun Pharmaceutical Industry Limited của Ấn Độ tri ân các đại lý của công ty trên toàn thế giới. Du khách trong đoàn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là người Ấn Độ. Trong chuyến đi này, tỷ phú Ấn Độ cũng sẽ có mặt tại Việt Nam cùng nhân viên và đại diện các đại lý trên toàn cầu của tập đoàn. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi WinKia of Fremont, là dealer xe Kia do người Việt làm chủ, có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng, hoặc những chiếc xe điện plug-in không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Nếu cần mua xe Kia, quý vị có thể gọi số phone 510-771-1500. Phần tin Việt Nam cũng được bảo trợ bởi chợ Lucky 7, là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali thì quý vị sẽ được nhận giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Ông Trump dọa rút lui khỏi cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Harris. Thẩm phán chặn chính quyền Tổng thống Biden cấp quy chế hợp pháp cho di dân trái phép kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Chợ Lucky 7, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky 7 có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EBT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky 7 là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky 7, ngay góc đường Tolley and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky 7 có 3 địa điểm, 1625 Market Road San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tolley Road San Jose, ngay góc đường Tolley và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500. Xin chào mừng quý khách, tôi là John Nguyễn, chủ nhân của hãng xe WinKia tại Fremont. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng B. Chúng tôi đang có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng hoặc những chiếc xe điện plug-in, quý vị có thể trạc pin tại nhà, không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Xin cảm ơn quý đồng hương đã quan tâm đến với WinKia Fremont. Nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ quý khách rất tận tâm và giúp cho quý vị chọn được chiếc xe vừa ý nhất. WinKia Fremont, number one. Nếu quý vị cần mua xe Kia, xin gọi 510-771-1500. Queen Kia of Freeman, 5633 John Moore Drive, Newark, Cali 94560.
Chợ Lucky Seven, nơi có đủ loại rau củ quả trái cây, nổi tiếng là thịt cá tươi mỗi ngày và cua cá sống bơi lội trong hồ, có chiên cá miễn phí phục vụ ân cần chu đáo. Lucky Seven có một điểm rất đặc biệt là khi quý vị dùng thẻ EPT Food để mua các loại rau củ quả, dưa khoai hoặc trái cây trồng tại Cali, thì quý vị sẽ nhận được giấy voucher bằng coupon để mua lại các loại rau quả trái cây này miễn phí bằng với giá trị quý vị vừa mua. Lucky Seven là chợ Á Đông duy nhất được chọn ở vùng Vịnh để thực hiện chương trình khuyến mãi này. Riêng tại Lucky Seven, ngay góc đường Tully and King Road, còn có thêm quầy thực phẩm Mexico với món burrito thật ngon, rất nhiều loại bánh mì ngọt ra lò hàng ngày và có nhiều loại bánh kem rất đẹp cho quý vị lựa chọn. Lucky Seven có 3 địa điểm: 1625 Market Road San Jose, điện thoại 408-251-0354, 1675 Tully Road San Jose, ngay góc đường Tully và King, 408-929-8200, 398 South King Road, thành phố San Jose trong khu Pink Elephant Mall, 408-254-4500.